Rồi thưa quý vị, Gấp Chăng là một trong những có thể xem là một cái việc mà các bạn bắt đầu làm vào buổi sớm khi thức dậy. Và việc quan trọng là các bạn phải gấp làm sao thật nhanh và thật đẹp theo đúng yêu cầu của ban tổ chức đưa ra. Các đại đội trưởng và các trung đội trưởng của các bạn sẽ là người đưa ra cái nhận xét chính xác và trung thực nhất là các bạn có gấp đúng, gấp đẹp hay không. Mỗi một đội sẽ cử ra một người đại diện sẽ bước ra gấp chăng. Những người còn lại sẽ làm nhiệm vụ cổ vũ tinh thần cho những người khác gấp chăng. Và bây giờ, đối với đội đầu tiên, xin được mời gì? Mỗi một người thôi, em lên cái chăng trước đi. Thành sẽ là người cổ vũ. Rồi. Hành hay Duy, thôi bây giờ như vậy này, hai người tù xì đi. Tôi nghĩ là nó công bằng thì hai người chúng ta tù xì, dạ. Không có xung phong gì hết, dạ. Dạ, trong môi trường quân ngũ là không có tù xì anh ơi. Đây là trò chơi do MC đưa ra nên phải tù xì, dạ. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Rồi, cảm ơn em. Em bước lên đi, dạ. Tôi mời Quốc Thiên. Thiên ơi, chạy trời không khỏi nắng hả Thiên? Dạ. Và xin mời trong ba người, đại đội trưởng muốn mời ai ạ? Khác Việt ạ. Khác Việt. Hay không? Rồi bây giờ, thưa quý vị, nếu đội nào của chúng ta trong thời gian 3 tiếng đếm của Khang bắt đầu mà gấp chăng đẹp nhất và nhanh nhất thì sẽ giành được chiến thắng và nhận được phần quà hấp dẫn. Hai đội còn lại, nếu thua thì sẽ nhận hình phạt của chúng tôi. Và quý vị khán giả sẵn sàng chưa? Đếm cùng với Nguyên Khang nha, để xem các bạn ấy làm được không. 3, 2, 1, bắt đầu. Quý vị có thể thấy các... Lệ lên, lệ lên. Vâng, thưa quý vị, nhanh lên. Đúng chưa? Nhanh lên. Vâng, chúng ta phải cố gắng gấp thật đúng, chuẩn, đẹp, nhanh. Vâng, thưa quý vị, tôi có cảm giác là Thanh Duy đang có bánh tét. Duy ơi, chưa đến Tết Duy. Vâng, và chúng ta thấy Quốc Thiên với sự hỗ trợ của đồng đội của mình, anh đã rất quyết liệt. Các vị ơi, đại đội trưởng, xin đại đội trưởng và các bạn, chúng ta không được đụng tay vô. Không được đụng tay vô, vâng. Chỉ để cho một thành viên của mình gấp chăng thôi. Vâng. Các bạn có thể hướng dẫn, góp ý để cho các bạn ấy gấp chăng như thế nào. Duy em có cái tướng gấp chăng nó rất là thu hút lòng người đó Duy. Rất đẹp, rất lăng xả. Vâng, Thuyên, cố gắng lên Thuyên, cố gắng nhanh lên. Vâng, để xem coi là Thuyên có gấp đúng hay không. Thưa quý vị, mỗi sáng sớm sau một cái tiếng kẽn thức dậy là các bạn sẽ phải tự động gấp chăng và mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi có cảm giác, dạ thưa đại đội trưởng, thưa đại, dạ. Dạ, chưa được học nhưng cũng phải tự làm, cái này là tự quan sát. Đội trưởng Trung, đội trưởng bảo là cái này chưa được học cho nên mới phải thi, chứ học rồi thi chi nữa, dạ. Chúng ta có thể hướng dẫn bằng miệng nhưng không được vào vô giúp đỡ thí sinh nào. Dạ, thưa anh Tĩnh. Anh Tĩnh ơi, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng 3, 2, 1, hết giờ. Dạ, đâu mời các quý vị và các bạn chúng ta xin mời bước ra đây. Dạ. Thưa quý vị, tính theo thời gian á thì Thanh Duy làm xong trước, sau đến Quốc Thiên rồi đến Khắc Việt. Nhưng tính theo hình thức thì bây giờ Nguyên Khang sẽ mời nếu đồng chí mà nhận xét về đội mình thì nó không khách quan, đề nghị đồng chí nhận xét về hai đội bạn. Vâng, kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn. Tôi được làm ban giám khảo và tôi nhận xét là hai đội cũng rất là có ý thức gấp chăn, động tác thì có, nhưng mà hiện nay là cái độ đẹp hiện nay chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí tiếp tục về tập thêm. Xin cảm ơn. Xin mời đồng chí Thắng à. Đồng chí Thắng nhận xét như thế nào về đội 1 và đội 3? Vâng, đối với đội 1 với đội 3 thì cũng như đội tôi cũng nhận xét như đồng chí Tĩnh, cần phải gấp thêm. Đồng chí Nhất, anh được mệnh danh là người trung thực nhất, đề nghị anh nói tiếng nói công bằng. Tôi thấy đội 3 của tôi gấp đẹp hơn.
đó là ý kiến của đội trưởng, nhưng em xin phép hỏi quý vị khán giả và cả các vị đại biểu đang ngồi ở đây để chúng ta vỗ tay nha. Vâng. Thưa quý vị, Hoa hậu, Á hậu đây nè. Dạ. Ai cổ vũ cho đội 1 cho chúng tôi chào pháo tay. Dạ, khoảng được 58 người. Ai cổ vũ cho đội 2 vỗ tay. Wow, khoảng được 70 người. Ai cổ vũ cho đội 3 vỗ tay. Dạ, thưa quý vị, 98 người. Wow. Như vậy, trong phần thi này, đội giành chiến thắng chính là đội 3. Xin chúc mừng. Vâng, đội 3 của chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị. Đó là một tràng pháo tay lớn hơn nữa từ phía khán giả. Và đối với hai đội thua, không chỉ thành viên của chúng ta gấp bị phạt mà chúng tôi sẽ phạt cả nguyên một đội. Hình phạt thứ nhất là đề nghị các đồng chí của chúng ta chống đẩy, đội thứ nhất chống đẩy, vừa chống đẩy vừa hát một ca khúc. Xin mời. Đội thứ nhất, dạ. Ba đồng chí luôn nha. Và chúng ta sẽ cùng hát một ca khúc, dạ. Có thể Thanh Duy hát tốt nhất nên vừa chống đẩy vừa hát nha. 2, 3. Khi ta xuất chân biển đông, cuốn sông non sông sôi động, dày bao dông ta giành chiến thắng. Khi ta xuất chân là giang trà kinh hoàng, dùng trời truyền đất, quân kiếp kia phải đền tội. Cảm ơn, vâng, cảm ơn đội này rất nhiều. Dạ, thưa đội trưởng, Trung đội trưởng hít đất rất có hồn, chống tay luôn. Còn Nam Thành hít đất rất chuẩn. Ông này đường cái hát hay thôi chứ hết sai bét. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội thứ hai. Dạ thưa đội thứ hai, hình phạt của chúng ta là gập bụng, đề nghị chúng ta nằm xuống. Dạ. Gập bụng, dạ. Chuẩn bị. 1, lên. 2, lên. 3, lên. 4, lên. 5, lên. Vỗ tay cái dạ. 6, lên. 7, lên. 8, lên. 9 lên, 10 lên. Thôi được rồi, 10 cái rồi, được rồi. Một tràng pháo tay cho đội của chúng ta. Dạ. Dạ, thưa quý vị, thật ra thì đối với đội này chả có gì khó khăn. Tại vì ngay từ lúc mà học khí công thì quý vị cũng có thể thấy body của người nào múi nó to như múi sầu riêng vậy đó. Cho nên việc mà tập luyện cái thể thao hít đất như thế này là chuyện nhỏ, đúng không ạ? Dù sao đi nữa, các bạn của chúng ta cũng rất đáng yêu. Một tràng pháo tay cho ba bạn. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được gửi tặng từ thành viên của đội chiến thắng.